trên hư không những bông hoa trời cùng trăm hương thiên y từ nhìn đêm rơi ngọc trân châu mười phương soi ánh quang ngời trong chư thiên cung của vang ngàn đời hàng bồ tát thinh vang chúng sanh trên đời đều hân hoan dâng ngàn tiếng hay ca ngợi kiếp vô lượng thọ nơi pháp thân cao vời với tâm từ Phật đã thuyết cho người Như Lai thọ lượng kiếp lâu xa không nghĩ bàn tam thiên thế giới nghe sông đều pháp tâm con nay trì tùng đến nơi đây đoàn mê lòng pháp thân thường trú qua vi diệu thâm thông người nào tin sâu kiếp vô biên này thì mai sao mau xanh huệ quang Như Lai từ nơi thân đặng lên công đức vô lượng núi Linh Sơn thay Thích Ca thường buồn người cần chi xây lên tháp cao ao vườn vì ngàn xưa nơi Phật cũng cao tăng vương giữ một lòng thọ tiên pháp hoa vô thường đang cho trời người muôn kiếp cung dường Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa nhị vị nhị trưởng, chư tôn đức ni cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng tôi tới đây thăm trường Hạ Ngọc Phương. Thì tôi xin có một số những cái suy nghĩ để trao đổi với quý vị hôm nay. Đó là cái vấn đề hành trình về tâm linh. Vừa mới đây đó, tôi cũng có nhận một cái tác phẩm ai gửi tặng tôi là Du Lịch Tâm Linh. Thì tôi thường có một cái suy nghĩ như thế này. Thành ra ngày nay đó, gần như là người ta mở ra nhiều cái khu du lịch tâm linh. Mà tôi lo là quý ni sư sẽ đi lầm vào trong cái khu du lịch tâm linh mà coi như đó là cuộc hành trình của mình thì đây là điều nguy hiểm. Tại cái tên đó là du lịch tâm linh, hành trình về tâm linh. Nhưng mà cái tâm linh này là cái tâm linh nào? Nên chúng ta cân nhắc lại. Và ta đi vào đó thì chúng ta thấy những cái gì? Cho nên chúng ta thấy nó rất là xa lạ với cái đạo Phật chúng ta. Thì bây giờ tất cả những người tu sĩ chúng ta, những người Phật tử tại gia của chúng ta, và chúng ta đang có cái cuộc hành trình mà ta gọi nó là hành trình tâm linh, hay nói cách khác ta gọi là tu. Trên bước đường tu của chúng ta, người ta gọi là cuộc hành trình tâm linh. Nhưng mà ở trên cái bước đường tu này đó, Đức Phật có đưa ra cho chúng ta cái phương pháp và chỉ cho chúng ta cái con đường để chúng ta chọn mà chúng ta đi tới. Thì con đường mà Đức Phật đưa ra cho chúng ta để chọn và đi tới này đây là gì? Ta thường gọi đó là ngũ thừa Phật giáo, hay là tam thừa Phật giáo, hay là nhất Phật thừa Phật giáo. Nó có những con đường đi tới vậy đó. Tức là ngũ thừa Phật giáo, tam thừa Phật giáo và nhất thật thừa Phật giáo. Đây là những con đường mà gọi là con đường tâm linh mà Đức Phật đã vẽ ra và Đức Phật đã trải nghiệm và đã đạt được kết quả. Cho nên chúng ta nên đi vào trong cái con đường.
chứ chúng ta không nên đi vào những cái khu du lịch tâm linh mà của người đời họ thiết đặt, tại vì đó là tâm linh của người thế tục. Bây giờ tâm linh của người xuất thế đó là chỉ có những con đường này thôi. Thì bây giờ đó, cái con đường mà tâm linh của người xuất thế này, cái bước ban đầu rộng hơn chút là chia ra thành 5 con đường để đi vào, 5 con đường để đi vào thế giới tâm linh này. Bởi vì 5 con đường này đó là chỉ cho 5 cái hạng người, hay là chỉ cho 5 cái điểm phát xuất khác nhau này. Cho nên khi mà đi tu này đó, là chúng ta cũng đồng nhau. Tức là mỗi một người là phát xuất một điểm, chứ không phải là giống nhau hết. Tại khi đi tu đó, thì thường thường mỗi một người chúng ta có hoàn cảnh khác nhau. Mỗi một người có một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai hết. Cho nên cái chuyện tu hành của chúng ta nó cũng không giống nhau, và cái kết quả nó cũng không giống nhau. Chúng ta phải biết như vậy đó, để mà chúng ta thực hành. Thì bây giờ đó, ở trên cái bước đường tu này nó không giống nhau này là gì? Tức là ở ngoài xã hội đó, thì đây người ta gọi là nghiệp chướng và trần lao. Tức là những người mà còn kẹt ở trong nghiệp chướng và trần lao này. Trong nghiệp chướng trần lao này đó, thì ta chia ra làm hai giới, mà giới giàu và giới nghèo. Ta nhìn kỹ vào xã hội đó, chia nó làm hai, nghèo và giàu. Mà nghèo tới cái mức nào, từ nói nghèo đó, nhưng mà nghèo tới mức nào đây là khác nhau. Tại nhà Việt Nam chúng ta đó, thì bây giờ ta có chia ra cái nghèo, coi như là mỗi năm đó, là chúng ta thu nhập đầu người đó là tối đa là bao nhiêu thì ta gọi là nghèo. Cho nên ở Việt Nam chúng ta bây giờ đó, thành phố Hồ Chí Minh thì ta coi như là xóa được cái nghèo trên cái tiêu chí người ta quy định nữa. Tức là đây chúng ta không có nghèo nữa. Nghèo mà nghèo nhà nước phải cấp dưỡng, nó phải nuôi nữa, thì cái trường hợp này ta hết cái nghèo này rồi. Nhưng mà từ cái nghèo mà còn lại này đó mà lên tới chỗ giàu này đó, nó cũng còn có một khoảng. Tức là người thu nhập tối đa là một năm 1 triệu cho đến 10 triệu, cho đến 100 triệu, cho đến cả tỷ, thì trường hợp này đó, nó cũng lại có cái khác nhau đó, gọi là nghèo. Cho nên đó, nghèo thì nghèo nhất là tới mức nào, và giàu thì giàu nhất là tới mức nào. Cho nên nếu mà giàu thì ở Việt Nam chúng ta đó, chúng ta tính ra đó là chọn 100 người giàu, 100 người giàu ở Việt Nam mình. Cho nên giàu những người giàu này là họ có một số tiền từ 100 tỷ trở lên thì mình coi như là họ giàu. Thì như vậy đó, hai cái giới nghèo và giàu khác nhau. Nhưng mà giàu thì có cái khổ của giàu, và nghèo có cái khổ của nghèo. Họ đều bị cái giàu ràng buộc họ, và bị cái nghèo ràng buộc họ. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái người giàu á, ta tưởng họ sướng, nhưng mà người giàu nó thiệt ra nó đôi khi họ còn khổ, khổ hơn cái người nghèo nữa. Tại vì họ giàu đó thì ta thấy cái số tiền của họ nhiều, tài sản họ lớn, nhưng mà cái tâm họ luôn luôn kẹt vào chỗ này, không có lối thoát ra. Nếu sơ hở một chút là bị phá sản, bị vỡ nợ. Đây là trên bước đường tu đó, ta nhìn kỹ rồi, và trong xã hội ta thấy đây là cái khổ của người giàu. Ngược trở lại cái số khổ của người nghèo này, tức là cái thu nhập quá thấp đi, không đủ mà trang trải trong cuộc sống, thì họ có cái khổ của họ riêng. Cho nên người giàu có cái khổ của giàu, mà người nghèo có cái khổ của nghèo. Ta nhìn ta thấy rồi. Thì ở trong cái lúc đó đó, đối với hai cái hạng này đó, Đức Phật cũng dạy cho họ tu. Cái hạng giàu này đó, ta xếp vô cái hạng chư thiên, mà cái hạng nghèo này đó, ta xếp vô cái hạng người. Cho nên ta cộng hai cái giới tại gia này vô đó, ta thành ra ngũ thừa. Tức là người tại gia của chúng ta đó, người ở ngoài đời đó, thì nó có người giàu và người nghèo. Cho nên chư thiên ta tiêu biểu cho giàu là người có phước. Còn bây giờ đến nhân gian ta tiêu biểu cho người nghèo là người không có phước. Nhưng mà giàu á,
Thì Đức Phật nói là tại vì do chúng ta tạo phước, cho nên bây giờ chúng ta mới được hưởng phước. Còn nghèo là do chúng ta tạo nghiệp, cho nên bây giờ chúng ta phải trả nghiệp. Hai cái này, hai cái giới này, thì cái phước của chúng ta tạo như thế nào và cái nghiệp chúng ta tạo như thế nào, do tạo nghiệp. Cho nên người giàu mà tạo nghiệp thì sau này sẽ khổ, mà người nghèo mà tạo phước thì sau này họ cũng sung sướng. Mà cái sướng và cái khổ này nó vẫn ở trong trong vòng sanh tử luân hồi. Cho nên có nơi thì người ta là không xếp hai cái hàng này vào trong trong Phật pháp, tức là còn ở trong lục đạo tứ sanh. Là vì người và trời thì cái này còn ở trong lục đạo, cho nên Phật pháp là ra khỏi sanh tử. Nhưng mà đối với cái giới này, đối với cái giới người giàu người nghèo ở đây, Đức Phật thường quan tâm hay là thường thương xót, các vị Bồ Tát thường thương xót. Cho nên các vị Bồ Tát thường vào trong thế giới này, vào trong thế giới sanh tử này. Các Đức Phật cũng hiện thân vào trong thế giới sanh tử này. Như vậy đó, là trong loài người chúng ta, trong những người giàu và những người nghèo này đó, chúng ta tìm, ta thấy có các vị Bồ Tát trong đó và thấy các Đức Phật trong đó. Đây là cái nhìn mà của chúng ta đó, theo con mắt đạo ta tu hành. Cho nên trong cái xã hội chúng ta đang sống này nè, có các Đức Phật hiện thân vào, có các vị Bồ Tát hiện thân vào. Trong các tầng lớp xã hội nào cũng có các ngài hiện thân vào. Cho nên nói cách khác là ở trong tầng lớp đó đều có người tốt ở trong. Ta tìm ta thấy được cái người tốt ở trong trong xã hội ta sống. Cho nên trên bước đường tu đó, đầu tiên đó là tăng ni xuất gia chúng ta đã tìm thấy được các vị thiện tri thức mà ở trong cái giới cư sĩ thời gian. Cho nên chúng ta không coi như là tất cả đều giống nhau hết, không phải vậy. Nhưng mà ở trong đó nó có các vị Bồ Tát hiện thân vào. Các vị Bồ Tát hiện thân vào, có các Đức Phật cũng hiện thân vào trong đó, ở trong xã hội. Cho nên cái thế giới chúng ta sống này đó, là quý vị nên nhớ gọi là thánh phàm đồng cư. Tức là thánh và phàm ở chung mình, thế giới này ở chung. Cho nên Đức Phật ở trong thế giới này chúng ta tu được, tức là có thánh và có phàm. Cho nên lúc bây giờ tìm các bậc thánh mà ta thờ, ta nương tựa, ta gần gũi, ta học tập theo cái hạnh của các vị thánh. Đây là trên bước đường tu của mình trong hai cái giới này. Thì ở trong hai cái hạng mà giàu nghèo này đó, ta tìm các bậc thánh đó, chúng ta tìm như thế nào? Ta trước mắt đó là ta tìm, ta thấy ở những người này tốt, tức là những người ta gọi là người tốt, việc tốt của trên đời, tức những người mà được chọn coi như là mẫu người tốt vì họ làm được những việc tốt trên cuộc đời. Ai làm được những việc tốt trên cuộc đời? Việc tốt này là gì? Tức là cứu đời giúp người, phải không? Ta nên cứu đời giúp người thì đây là cái việc của các vị Bồ Tát làm vô vụ lợi. Thế nên ta nhìn kỹ vào ở trong đời, ta thấy có những người mà họ sanh ra trên cuộc đời này, họ không nghĩ tới bản thân họ, mà họ chỉ nghĩ tới người khác thôi, nghĩ tới giúp người, nghĩ tới cứu đời. Đây là những người mà cư sĩ tại gia. Chúng ta nhìn ta kỹ, nhìn kỹ đó, chúng ta thấy các cái vị này đó, là các vị cư sĩ tại gia, những người cư sĩ tại gia. Nhưng mà nhìn kỹ lại ta thấy ở trong tâm họ nó có Bồ Tát, cho nên cái Bồ Tát tâm có. Cái người đó là cư sĩ, cái người này họ có thể là vua, có thể là tướng, có thể là trưởng giả, có thể là gì. Nhưng mà ở trong tâm của họ đó là có Bồ Tát trong đó, cho nên có cái Bồ Tát tâm ở bên trong. Bồ Tát tâm tức là thương người. Cái Bồ Tát tâm là thương người, nghĩ tới người khác, cưu mang người khác và giúp đỡ người khác. Cho nên đây là cái hạng mà thiện tri thức mà ta cần phải quan sát và phải tìm trên bước đường tu. Cho nên khi nào mà vắng bóng những người này trên cuộc đời đó, thì đây là một cái xã hội mà đen tối. Nên chúng ta nhận kỹ là chúng ta thấy. Nếu mà có các vị này xuất hiện trên cuộc đời, họ làm vua, làm tướng, làm quan, làm cư sĩ, làm trưởng giả, ngày nay ta gọi là làm giám đốc, họ giàu có, họ ủng hộ đạo đó, thì lúc bây giờ đó, là ta biết đó, Phật pháp đó, hưng thành.
Cho nên Ngài giác chánh khi mà còn tại thế, cho nên Ngài khuyên tôi hoằng pháp, nhưng mà đời Ngài không bao giờ hoằng pháp. Ngài nói rằng trong đời Ngài đó không gặp các bậc quốc vương hộ đạo. Tại thời đó là thời Pháp thuộc, rồi tới cái thời Ngô Đình Diệm. Trong cái thời đó là cái thời kỳ mà phát triển của đạo Thiên Chúa, rồi sau đó là đạo Tin Lành. Còn đạo Phật chúng ta đó là những người hộ đạo không có, nói cách khác là không có các vị Bồ Tát ở trong này. Nếu mà có các vị Bồ Tát ra làm vua, làm tướng, làm quan thì cái trường hợp này đó, ta có thể làm đạo được. Cho nên Ngài dùng con mắt huệ của mình mà quan sát hết trong xã hội Ngài đang sống đó, Ngài không thấy có các vị Bồ Tát. Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nên suy nghĩ cho mình. Cho nên khi mà Ngài nói là tôi nghe và tôi tin cái chỗ này. Mở con mắt huệ ra để xem coi ai là vị Bồ Tát mà hiện thân vào trong cuộc đời này. Nếu không có các vị đó là chúng ta không thể nào hoằng dương chánh pháp được, tức là phải ẩn tu thôi. Cho nên có các vị A-la-hán đắc đạo rồi nhưng mà không truyền bá chánh pháp được là vì thiếu người hộ đạo. Chúng ta biết như vậy đó. Tức là thiếu người hộ đạo, tức là thiếu cái giới cư sĩ tại gia. Nhưng mà nếu hãy đem so cái thời Ngài giác chánh với cái thời chúng ta thì sao? Thành ra thời chúng ta đây đó là cái thời có điều kiện tốt. Cho nên ta nhìn vào trong xã hội ta sống đó, có các vị Bồ Tát, Bồ Tát tâm đó. Ta cất chùa được, ta truyền bá được, là ta nhờ ít nhất đó, là cũng có chánh quyền ủng hộ chúng ta, cho phép chúng ta, các Phật tử tại gia đó, hằng tâm hằng sản đóng góp vào. Cho nên các cái Phật sự này mới làm được. Nên chúng ta nhìn kỹ đó, chúng ta thấy. Cho nên cái thời của Ngài giác chánh và cái thời của chúng ta này đó, hai cái này khác nhau. Tôi nói cái thời của chúng ta đó có các vị Bồ Tát hiện thân vào nhiều, cho nên cái Phật sự chúng ta dễ làm. Hay nói cách khác đi, là trong cái thời chúng ta nó có các Phật tử họ ăn nên làm ra, họ giàu có. Có các Phật tử đó, họ tham gia chính quyền, họ có một cái là tôn trọng đạo. Cho nên lúc đó chúng ta có một cái hoằng pháp tương đối dễ hơn. Đây trong cái thời thôi. Cho nên chúng ta nhìn thì chúng ta thấy có các vị Bồ Tát ở trong cái giới tại gia này. Cho nên chúng ta phát hiện ra và chúng ta tôn trọng tất cả các vị Bồ Tát này. Đây là cái con đường của họ làm. Cái con đường của Bồ Tát á, là thường á, là đóng cái vai tại gia. Mà đóng vai tại gia đó thì chúng ta thấy gì? Đức Phật mở ra cho con đường tu của họ. Ta thấy ai mà tu trong cái này á, thì ta biết á, đây là các vị Bồ Tát hiện thân này. Ta nên nhân thừa hiện thân vào trong con người. Nhưng mà dù họ ở trong cái thành phần nào, trong cái giai cấp nào đi nữa đó, họ cũng giữ được năm giới. Tức là giữ được năm giới, thọ năm giới thì khác, mà giữ năm giới cấm này là khác. Cho nên có những người họ thọ giới mà không giữ giới, có người không thọ giới mà tự nhiên giữ giới, tức là giới tánh. Đây là các vị Bồ Tát. Cho nên các vị cư sĩ tại gia chúng ta phân ra đó, tức là người có thọ giới cư sĩ, có thọ giới tại gia. Nhưng mà có người giữ giới mà có người không giữ giới. Còn các vị Bồ Tát ấy, có thể họ không thọ giới năm giới, nhưng mà họ là giữ giới thanh tịnh. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà đạo tràng Pháp Hoa tôi làm lễ quy y cho các Phật tử thì tôi không truyền năm giới. Tôi không truyền năm giới tại gia. Tại vì ở đây nó thuộc về giới Bồ Tát. Cho nên nếu ai là cái người mà phát tâm giữ giới, muốn giữ giới, muốn tu thì tự thanh tịnh và Phật chứng cho họ. Cho nên được Phật hộ niệm thì tự nhiên giới thể mình thanh tịnh,
vô tự thanh tịnh tức là từ ở trong lòng mình ấy, nó hiện ra. Cho nên có nhiều Phật tử, tôi không bảo họ ăn chay trường, nhưng mà tự họ phát tâm họ ăn chay, chứ không phải là nói ăn chay kỳ đâu. Tức là tự họ ăn chay trường. Rồi đã có các vị đó, họ tự nguyện sống độc thân, cái này không có cấm, nhưng mà họ chọn cái cuộc đời phản hạnh họ tu. Thành ra tôi coi như đây đó là Bồ Tát tại gia, đây là các Bồ Tát. Tức là Phật khiến cho họ như vậy, Phật hộ niệm cho họ như vậy, cho nên họ làm được những cái việc. Còn ngược trở lại đó, là có những người mà thọ giới không giữ giới, tức là phá giới hay phạm giới đó, thì trường hợp này khác. Còn người thọ giới giữ giới đó, đây chúng đương cơ. Cho nên trên bước đường tu của quý vị đó, mà khi mà truyền giới cho người đó, thì nhớ cái chỗ này. Tức là cái người đó, họ trân trọng giới, họ thọ giới và họ giữ giới đó, thì đây là những người đó, mà gọi là đương cơ, ta có bổn phận phải dìu dắt, phải chăm sóc cho họ để họ trưởng thành trên con đường đạo. Còn những người đó mà mình thấy đó, họ không thể giữ giới được, họ không thể giữ giới được đó, thì mình không truyền giới cho họ, mà mình coi như đây là kết duyên, là cho họ tới chùa, cho họ tụng kinh, cho họ lại Phật, cho họ quy y, nhưng mà không có truyền năm giới cho họ. Tại vì truyền cho họ thì họ giữ không được, mà họ giữ không được họ phạm đó, thì cái trường hợp này coi như là đoạn. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta mới thấy. Đây đối với cái hạng mà tại gia. Còn cái hạng Bồ Tát đó, thì cái trường hợp này tự họ thanh tịnh, họ tự thanh tịnh ngay ở trong lòng của họ, cho nên đó, trong cái năm giới này đó, nó thiệt là nằm ở trên cái tánh giới, cho nên họ tự thanh tịnh, do đó họ là Bồ Tát. Tức là bốn cái giới mà sát đạo dâm vọng này, bốn cái giới này bốn giới căn bản. Thế nên giới tỳ kheo ta cũng bốn giới này là bốn giới căn bản. Nói chung là tất cả các cái giới này đó, nếu mà ai giữ nó thanh tịnh, giữ nó thanh tịnh thì đương nhiên trở thành cái người tốt ở trên cuộc đời. Đó là cái phần căn bản mà chúng ta nhìn vô để chúng ta thấy tất cả những cái người mà ở tại gia này, thì ở trong đó nó có cái hàng Bồ Tát. Cái hàng Bồ Tát hiện vô để cứu đời. Thì khi mà cái hàng Bồ Tát hiện vô để cứu đời này gặp các cái vị thánh tăng, tức là bậc chân tu xuất gia này đó, hai cái này hợp lại đó, thì nó Phật Pháp hưng thành. Cho nên chúng ta mới thấy Phật giáo thời Lý Trần hưng thành là sao. Cái giới xuất gia nó có những người mà như là Vạn Hạnh, như là Cuông Việt. Nó có những người mà tại gia như là trường hợp Đinh Tiên Hoàng hay là Trần Nhân Tông. Tất cả những cái người này nữa, tại gia và xuất gia, hai cái này hợp lại với nhau đó, thì làm cho Phật Pháp hưng thịnh. Còn nếu mà các vị xuất gia đắc thánh quả, các vị xuất gia đắc thánh quả nhưng mà không có các vị hộ đạo tích cực này nữa, thì Phật Pháp cũng không hưng được. Mà có các vị cư sĩ tích cực ủng hộ nhưng mà không gặp các bậc thánh tăng thì cái này Phật Pháp cũng không hưng thịnh. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta thấy cái nghịch thuận thạnh si là nằm ở chỗ. Cho nên từ cái chỗ mà cái nhân thiên thừa này đó, nó kết hợp với cái chỗ chúng tam thừa, tam thừa giáo, tức là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Thì bây giờ cái Bồ Tát này đó, nó đưa qua cái Bồ Tát chủ yếu là Bồ Tát tại gia. Cái Bồ Tát tại gia mà tôi vừa nói hồi nãy đó, tức là tự họ thanh tịnh, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh, mà họ sống tại gia, cho nên đây Bồ Tát tại gia. Thì như vậy đó, ở trong tam thừa giáo đó, chúng ta mới chia ra Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Mà Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đây đó, thì chúng ta thấy Bồ Tát đó, thì hơn Thinh Văn và Duyên Giác. Bồ Tát là hơn Thinh Văn, Thinh Văn, Duyên Giác rồi mới tới Bồ Tát. Nhưng mà ngược trở lại, bây giờ chúng ta đi tu đây đó, chúng ta thấy, ta nói là cái hàng xuất gia, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc rồi u bà di, ta nói hai cái giới tại gia đó là thấp hơn giới xuất gia. Mà ta nói là giới tại gia thấp hơn giới xuất gia hay là giới tại gia cao hơn giới xuất gia, thì cái này theo quý vị nghĩ cái nào đúng? Tại gia cao hơn hay là xuất gia cao hơn, thì cái nào đúng đây? Cho nên trong trường hợp nào mà tại gia cao và trong trường hợp nào mà tại gia thấp?
cái người tại gia nào mà cao hơn hàng xuất gia, và cái người mà xuất gia nào mà cao hơn hàng tại gia đấy. Thành ra chúng ta coi, tức là cái con người chứ không phải là giới, không phải là giới tính, không? Cho nên nếu mà chấp giới nữa, thì bây giờ nó rằng tỳ kheo ni dầu bao nhiêu tuổi hạ đi nữa mà gặp tỳ kheo tăng mới xuất gia đó thì cũng phải cung kính và đảnh lễ. Đây là cái điều này chấp giới đó. Nhưng mà nếu hãy thực chất á, chúng ta thấy cái vị tỳ kheo ni mà tu nhiều giới, mà cái vị tỳ kheo tăng mới xuất gia này nữa, người mới xuất gia như thế nào mà được mọi người kính trọng. Đây là trên bước đường tu chúng ta thấy. Còn cái người mà tu lâu như thế nào mà không được kính trọng đây? Tại vì cái thực chất chúng ta nhìn vô phía trong, nhìn vô phía trong của từng người tu hành này để mà chúng ta định. Nên kinh nghiệm tôi thấy này rất là rõ. Ta nếu có khi ta nhìn ta thấy một vị đó, tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà ta thấy tự nhiên ta sanh tâm kính trọng rồi. Còn có vị đó, ta thấy họ tu lâu rồi, tu 5-70 năm rồi nhưng mà không có cái gì để ta kính trọng hết thì sao? Khi mà ta tu hành đó, nếu đạo Phật là đạo trí tuệ thì không chấp vào trong cái hình thức kia mà nhìn vào chiều sâu của nó. Thì bây giờ người nào đáng kính trọng thì ta kính trọng, người nào đáng kính trọng thì ta kính trọng. Thực chất nhất là không kể tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di gì, nhưng mà người nào đáng kính trọng thì ta kính trọng, và người nào không đáng kính trọng thì ta không kính trọng thôi. Này rõ ràng như vậy. Cho nên cái bà Ỷ Lan Thứ Phi, bà Ỷ Lan Thứ Phi đó, thì cái bà này đó, người ta kính trọng bà tới cái mức mà ta nâng bà lên, ta gọi là Bồ Tát Quan Âm Thị Hiện. Bà Ỷ Lan Thứ Phi là Quan Âm Bồ Tát. Đây là trên bước đường tu, từ một con người mà Bồ Tát hóa thành ra một vị Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát Quan Âm thì ứng hiện thân nhiều. Vì vậy đó mà nhất là ở Việt Nam chúng ta đây, đi tới đâu ta cũng thấy thờ Quan Âm. Nhưng mà thờ Quan Âm là thờ cái vai cư sĩ, phải không? Tức là Quan Âm là thờ một cái người nữ cư sĩ, chứ không phải là thờ một ông thầy tu. Đây chúng ta thấy rõ này. Nhưng mà đặc biệt nhất mình là các ông thầy tu đó, tỳ kheo đó, thì cũng lại Bồ Tát Quan Âm. Thành ra tôi cũng lại Bồ Tát Quan Âm. Cho nên chỉ trừ có mấy thầy Nam Tông là không lại thôi. Mấy thầy bên Nam Tông là rất kỵ cái tượng mà Bồ Tát Quan Âm mà chúng ta thờ nữa. Thành ra họ nói là cư sĩ, cái hình đó là cư sĩ. Mà bây giờ cư sĩ là mình đi xuất gia mình không được quyền lại. Thậm chí nó bây giờ đó, ở bên Quan Âm họ cũng, bên Nam Tông họ cũng không lại Đức Di Lặc nữa. Họ có thờ Đức Di Lặc nhưng mà không lại. Thế nên trong chùa, tôi vào chùa tôi thấy có thờ tượng Di Lặc nhưng mà lại không lại Đức Di Lặc. Ở bên Campuchia, bên Thái Lan tôi thấy có thờ. Tôi hỏi tại sao không thờ, tại sao các ngài thờ mà các ngài không lại. Tức là nói là tôi không được phép lại, phải không? Tại tôi là Sa Môn. Cho nên Sa Môn thì không được lại là vì Bồ Tát Di Lặc hiện giờ còn đang làm vua trời, tức là ông vua, phải không? Tại nên Bồ Tát Di Lặc là hiện giờ nó đang làm vua. Bên Nam Tông người ta nói là Di Lặc Bồ Tát là đang làm vua trên cõi trời Đâu Xuất, cho nên không lại. Nhưng mà khi nào nó Bồ Tát Di Lặc á ứng hiện trên cuộc đời này làm Phật ở hồi Long Hoa thì tới chừng đó tôi mới lại, chứ bây giờ không lại. Các vị nghĩ sao? Này tôi nói là chấp đấy, tức là chấp hình thức đó. Nếu mà ta tu theo Đại Thừa đó, hãy ai hơn ta thì ta kính, ai hơn ta lại. Thế là trên bước đường tu đó, ta nhìn ta, ai hơn ta thì ta lại, ai hơn ta kính, ai tuổi hạ hơn ta người ta kính về tuổi hạ, ai đạo đức hơn ta người ta kính về đạo đức, ai trí tuệ hơn ta thì ta kính về trí tuệ. Thành ra ta kính về trí tuệ, ta kính về đạo đức, ta kính về tuổi tác. Đây là bước đường tu chúng ta rõ ràng. Cái người này tuổi hơi lớn hơn ta thì bây giờ ta quý trọng chứ.
Cho nên bây giờ tôi hỏi Ni Sư Hoạt Liên bao nhiêu tuổi? Ni Sư nói là 88 tuổi. Ni Sư 88 tuổi là tôi 74 tuổi, thì tôi kính trọng Ni Sư, tôi kính trọng tuổi tác nhé. Tôi hỏi Ni Sư Tràng nói là 82 tuổi, 82 tuổi cũng lớn hơn thôi. Nên tôi 8 tuổi cho nên tôi kính trọng. Thành ra kính trọng Ni Sư là kính trọng tuổi tác. Đây nó rõ ràng như vậy đó. Người lớn hơn mình kính nhé. Nhưng mà bây giờ nó nói tuổi hạ, phải không? Nói tuổi đạo đó. Tuổi đạo bây giờ đó, hỏi đi trưởng Tràng là năm nay bao nhiêu tuổi đạo, phải không? Thì trường hợp đó, nếu mà Ni Tràng mà tuổi đạo nhỏ hơn tôi thì Ni Tràng ngược lại là kính tôi về tuổi đạo. Đấy là trên bước đường tu chúng ta nhận thấy rõ. Cho nên bây giờ đó, nếu mà tuổi đạo đó, thì tôi năm nay đó là tôi 65 tuổi đạo, tôi 65. 65 tuổi đạo, tức là tuổi Tỳ Kheo. Là trên bước đường tu của tôi đó thì như vậy, tôi ở chùa sớm hơn, tôi ở chùa lâu hơn thì cái trường hợp này hơn cái chỗ này. Rồi cái chỗ khác nữa đó là bây giờ một ni sư khác mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà học rộng hơn và biết được nhiều hơn thì tôi quý trọng cái ni sư này chỗ học. Cho nên mình theo đại thừa, mình thực tế này mà mình cũng chấp. Tuổi tác lớn mình kính tuổi tác lớn, đi xuất gia trước mình kính trọng cái người đi xuất gia trước. Và học giỏi mình kính trọng cái chỗ học giỏi. Làm được nhiều việc mình kính trọng cái làm việc. Nên tôi ngày trước là tôi rất là kính trọng Ni Sư Huỳnh và nhìn Ni Sư làm được rất nhiều việc. Nên tôi không làm được chuyện này. Nhưng mà người nào làm được á, thì ta quý trọng. Cái tinh thần đại thừa chúng ta đó là cho chúng ta. Cho nên ở trong ngũ thừa Phật giáo này đó, thì tam thừa nó nhiếp được cái ngũ thừa. Cho nên cái Bồ Tát thừa này đó là nằm ở trong trong cái ngũ thừa, tức là nằm ở trong cái nhân thiên. Không phải là chúng ta kính trọng hết tất cả những người đời đâu, mà ta nhìn kỹ rồi đó, chúng ta coi đó, những người tốt trên cuộc đời, mà những người tốt trên cuộc đời này đó, ta biết đó, đó là các vị Bồ Tát hiện thân vô. Cho nên họ có tấm lòng từ bi, họ có trí tuệ, họ làm được những cái việc ích lợi cho cuộc đời này. Cho nên ta trân trọng họ. Thậm chí mà chúng ta xuất gia, bây giờ chúng ta được ở yên, chúng ta có cơm ăn áo mặc, các vị tổ nhắc chúng ta đó là phải nên nhớ tới những người mà cày ruộng, những người mà dịch tái, phải không? Tất cả những người mà giữ gìn an ninh chúng ta đây, ta mới được yên ổn, chúng ta tu. Cho nên đây là ơn. Cho nên chúng ta có cái kính trọng đó. Bây giờ cái hình thức xuất gia chúng ta đó không cho chúng ta lại, nếu mà ta chấp pháp. Không cho chúng ta lại. Nhưng mà trong thâm tâm chúng ta nữa là phải kính trọng. Tức là phải kính trọng. Kính trọng tất cả những người mà liên hệ với ta. Liên hệ với ta để trong cái đời sống tu. Thì bây giờ nhiếp trở lại là chúng ta còn cái tam thừa là chính. Cho nên Phật giáo thì mở ra làm ngũ thừa vậy. Nhưng mà thực chất của nó là chỉ có tam thừa thôi. Thinh văn, duyên giác và Bồ Tát. Ở đây cái thinh văn, duyên giác và Bồ Tát đó, thì ở trong cái Bồ Tát đó thì chúng ta có Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia đây. Thì cái Bồ Tát đó, tại gia, thì cái này là quý vị dễ hiểu rồi. Bồ Tát tại gia là dễ hiểu, tức là tất cả các vị cư sĩ ở ngoài đó còn tóc còn tay đó, nhưng mà họ chí đạo, tức là tâm của họ là chí đạo, và họ làm được những cái việc thay cho Đức Phật trên cuộc đời này. Đây là Bồ Tát tại gia thì ta biết. Nhưng mà Bồ Tát tại gia này đó, làm sao để mà gọi là Bồ Tát tại gia? Ta nói Bồ Tát tại gia này đó, cái Bồ Tát đó là họ phải xuất thân từ ở thế giới thật báo của Đức Phật hiện lại trên cuộc đời. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy đó. Tức là Bồ Tát nhân gian đó, Bồ Tát nhân gian tức là con người bằng xương bằng thịt này đó, là do cha mẹ sanh ra đây. Nhưng mà cái pháp xuất của họ đó, con người bằng xương bằng thịt thì ai cũng giống như ai, nhưng mà ở trong con người của họ đó, cái tâm của họ đó, là nó từ đâu mà tới. Đây tôi nói dễ hiểu là cái linh hồn của họ. Cái thân là ở ngoài tại gia, nhưng mà cái tâm của họ đó, tức là linh hồn của họ từ từ đâu?
cho nên cái linh hồn của họ là phát xuất từ thế giới thật báo, thế giới thật báo trang nghiêm của Đức Phật Thích Ca mà hiện thân trên cuộc đời này. Cho nên khi mà chúng ta tu như thế này, rồi khi mà có một tỳ kheo đi qua đền, thì thường nên là quý vị tới tới bên cạnh họ thì chúng ta nhắc xong bảo là ni trưởng nhớ cho mình từ đâu tới đây thì bây giờ về đó, từ đâu tới đây bây giờ về đó, có nghĩa là chúng ta từ thế giới thật báo trang nghiêm tịnh độ mà sanh ra đây, chúng ta từ ở trong hội Tinh Sơn tu theo kinh Pháp Hoa mà sanh trên cuộc đời, sanh trên cuộc đời để làm một số các cái việc theo hạnh nguyện của Bồ Tát chúng ta đó, sanh lên để làm hộ đạo, sanh lên để làm xuất gia hòa thượng hay gì đó, thì bây giờ lên đây chúng ta làm xong cái chuyện này rồi nhớ nhớ con đường mà trở về, đây là trên bước đường tu. Nếu mà không nhớ con đường trở về đó thì rơi vô cái chỗ tình ái si mê tù trong lục đạo, trăm dây phiền não, đây là trên bước đường, lọt vô đây đi. Nhớ con đường về chứ đừng quên đường về, quên hẳn đường về thì nguy hiểm. Cho nên bây giờ chúng ta đang tu như thế này nữa, là tất cả mọi người chúng ta nữa là những người đang tìm về, đang tìm đường để đi về, tìm đường để đi về. Cho nên cỡ như đi trưởng Hoạt Liên hay đi trước Tràng Liên đó, thì bây giờ nữa là phải đi tìm đường về trước, phải đi tìm đường, coi thử con đường về của mình đó, cho nó rõ ràng đi, rồi tới một lúc nào đó hết duyên đây đó là đi thẳng về đó. Còn nếu mà ni trưởng lúc đó quên đi thì các ni sư phải nhắc, nhớ ni trưởng nhắc để ni trưởng đi về. Ở bên cái thế giới cực lạc, ở bên cái thật báo trang nghiêm thì cái trường hợp trở về đó, ở cực lạc về thì nhớ trở về. Cho nên vua Tuận Trị là cái khi ông sanh là ông làm vua, ông thống nhất được cái nước Trung Hoa rồi đó, thì ông lại nhờ Ngọc Lâm Quốc Sư khai ngộ đó, cho nên ông biết đó, mình là người ở cực lạc sanh lại. Vì vậy nên mà ông ẩn vào trong Ngũ Đại Sơn ông tu để ông trở về cực lạc. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên cái con đường về là con đường chính. Dù ta ở trên cuộc đời này ta làm bao nhiêu việc gì nữa, nhưng mà ta làm theo cái hạnh nguyện của chúng ta, nhưng mà luôn lúc nào chúng ta cũng tìm đường về và nhớ đường về cẩn thận, để tới chừng đó cái cơ hội tới thì thôi chúng ta đi về, sợ nhất là quên mất đường về trên lúc này. Đây là các vị Bồ Tát hiện lại. Thì các Bồ Tát hiện lại đó thì họ gồm có hiện làm cư sĩ và hiện làm xuất gia, hai cái này hợp tác lại với nhau đó thì làm Phật sự được. Tức là đã có một cái giao kèo rồi, có hợp tác rồi. Tôi sanh lại làm vua, ông sanh lại làm hòa thượng, phải không? Tôi làm vua, tôi hộ đạo cho ông làm hòa thượng, thì ông phải có bổn phận phải truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Hai cái này đã giao kèo, đã hợp tác rồi. Cho nên khi đó mới làm nên Phật sự. Ông Lý Công Quẩn sanh lại làm vua, thì kèm theo ông Sư Hoàng Hạnh làm thiền sư. Hai ông này hợp tác với nhau mới làm chứ. Một ông Lý Công Quẩn không thì không được, một ông Hoàng Hạnh không cũng không được. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát này họ có phát nguyện ở trong thế giới của Phật rồi, cho nên sanh trên cuộc đời này họ làm việc một cách nhịp nhàng. Nên trên bước đường tu này, nếu mà quý vị thấy cái ni sư nào mà với một cư sĩ nào mà chúng ta thấy họ rất là hợp với nhau, tâm đồng ý hợp, họ làm thực sự, chúng ta thấy nhìn kỹ rồi chúng ta thấy đó, họ đã có một cái hợp đồng họ làm. Nhưng mà người khác thì không làm được. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Thì sanh lại làm vua, sanh lại làm tướng, sanh lại làm sư, sanh lại làm cái gì đó, thì tất cả những người này họ tự nhiên có cái liên kết với nhau. Mà có cái liên kết với nhau rồi đó thì sao? Tuy là ở ngoài mặt đó, thì chúng ta thấy lạ, phải không? Người sanh một chỗ, nhưng mà ở trong thâm tâm đó, thì chúng ta có cái cảm nghĩ mình rất quen. Trên bước đường tu đó quý vị nên tìm tri thức chỗ đó. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy cái này rất là rõ này.
mà tôi nhờ các cái thiện tri thức như thế này á, thì tôi mới nên được sự nghiệp, mới làm được sự nghiệp. Nếu ta không có những thiện tri thức, ta không có những người bạn á, mà hết lòng của ta, mà ở trong tất cả mọi tầng lớp á, thì cái trường hợp này ta không làm nên được. Tức là nhìn thấy chúng ta có cái cảm giác như là thân quen. À, thấy cái ông này đó làm bí thư, nhưng mà ta nghĩ à, cái ông này đó hình như là gì đó phải. Thành ra ta gặp đâu rồi là quen rồi. Nhìn thấy ông này làm chủ tịch mà ta nghĩ hình như là quen rồi. Mà tự nhiên ông thấy mình ông cũng thân quen. Thành ra thấy mình như là thân quen. Thì cái trường hợp này đó ta biết có thể hợp tác làm được. Đây là trên cái bước đường tu đó. Thành ra tìm tri thức đó, là ta tìm từ ở trong một cái thế giới nào đó, đồng hành đồng nguyện sanh trong thế giới này để làm một số các Phật sự. Còn ngược trở lại đó, ở những nơi khác hay những người khác thì ta không có cái này. Cái làm đạo đó tôi thấy cái này rất rõ. Nên cái trường hợp tôi là đi xuất gia và tu theo bên Bắc Tông, nhưng mà đối với mấy ni trưởng ni sư ở bên khất sĩ này sao tôi thấy rất là thân quen. Cái điều này là điều mà rất lạ đối với tôi. Nên có một lần mà tôi đi ra ngoài Phan Rang, lúc đó là tôi mới nhận làm trưởng ban pháp, ít người biết tới tôi lắm. Nhưng mà bây giờ tôi đi từ Đà Lạt đi xuống, sao lại tôi đi lạc vô trong cái tỉnh xá Ngọc Ninh. Nên tôi gặp ni sư Bạch Liên. Nên bây giờ đó màu áo thì khác nhau, nhưng mà gặp ni sư Bạch Liên đó, tôi thấy rất là thân quen. Cho nên trong lòng tôi sanh ra cái tâm kính trọng. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà ni sư Bạch Liên thì cũng tiếp đãi tôi một cách tử tế. Cho nên quý vị thấy đó, là ở ngoài Ninh Thuận nó có một cái đạo tràng Pháp Hoa mà đặt ở tại tỉnh xá Ngọc Ninh là gì? Hồi cái thời của ni sư Bạch Liên. Đây là cái điều lạ nhé. Hai hệ phái khác nhau, nhưng mà nhìn nó rất thân quen. Trên cái bước đường tu của chúng ta là chúng ta phải. Hay là trường hợp ni sư Tràng, ni trưởng Tràng Liên này. Ni trưởng Tràng Liên này nó có một cái rất là lạ, làm như là ni trưởng tin tưởng tôi cái cách gì đó, mà tự nhiên có một cái người nào đó tới nhờ ni trưởng cầu nguyện cái gì đó, lại ni trưởng lại gửi qua ni trưởng nhờ hòa thượng cầu nguyện giùm. Ni trưởng thấy mặt tôi sao mà tin cậy dữ vậy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái vấn đề tu hành, cái điểm này điểm quan trọng. Cho nên nếu mà ta không có cái này ta tu không được. Cho nên sanh trên cuộc đời này mà tất cả những người đồng hành đồng nguyện hay là những người bạn tốt đó, họ đều thương ta và ta đều quý họ đó. Hai cái này hợp tác với nhau thì làm nên Phật sự. Cái chúng xuất gia và cái chúng tại gia, hai cái này hợp tác với nhau thì làm được. Nhưng mà nếu hai cái chúng đi xuất gia rồi đó mà làm cái chuyện của tại gia đó thì cái này không được. Mà cái chúng đó, tại gia đó mà lấn lướt cái chúng xuất gia này cũng không được. Hai cái này không, cái này nó phải hợp tác với nhau mà làm. Cho nên bây giờ nếu mà cái chúng xuất gia đó, mấy ni sư đã phát áo đi xuất gia rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ đó mình đi làm cái chuyện của thế tục được không? Ai cho phép mình làm? Nếu mình làm như vậy đó, thì cái trường hợp những người mà họ giữ giới, họ chấp giới đó, họ nói mình phạm. Đây ra làm chuyện đời đâu được. Mặc áo tu mà làm chuyện đời không ai cho gì. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Nhưng mà nếu không làm cái chuyện đời đó, không làm chuyện ngoài đời đó, thì cái trường hợp Phật giáo này nó thoát khỏi cuộc đời này nó, thì Phật giáo chết. Cho nên Phật giáo thoát khỏi cuộc đời giống như là con cá mà bắt đem bỏ trên khô thì con cá làm sao sống được. Cho nên khi nào Phật giáo xuất thế tách rời cuộc đời thì Phật giáo chết. Còn khi nào mà Phật giáo nhập thế nó, tức là tăng ni ào vô trong xã hội cũng buôn bán cũng làm ăn cũng như người đời nữa thì Phật giáo cũng chết. Hai cái trường hợp này Phật giáo đều chết. Nên chúng ta thấy, phải không, tăng ni mà đi vào đời làm hết tất cả các công việc như người đời, sống như người đời, thì cái trường hợp này Phật giáo cũng chết rồi.
Mà bây giờ cho tăng ni vào ẩn ở trong trong rừng, trong núi tu hành đó, thì khi đó Phật giáo cũng chết. Nên nó tránh hai cực đoan này. Cho nên các vị Bồ Tát họ có cái hợp đồng ở nhau. À, tôi sanh ra làm sư thì anh sanh ra làm vua, thì như vậy đó có thể hỗ trợ nhau được. Cho nên cái ông sư thì trường hợp Đức Phật đó chỉ cho ông làm công chuyện là giáo hóa độ xuân thu thôi. Cái việc đó là chúng ta giáo hóa cái chuyện mà làm gương cho đời, cái chuyện này của ta này. Cho nên chúng ta đi tu là chúng ta làm gương sáng cho cuộc đời. Cái gương này là gì? Ta không kẹt bốn chữ phú quý lợi danh. Nhưng ta không kẹt trong chỗ này, ta không kẹt trong cái vấn đề tiền bạc, ta không kẹt tới tất cả mọi việc kia, mà ta là con người giải thoát. Cho nên cái giải thoát của chúng ta đó là cái này là cái điều mà cần nhất cho người tu. Cái người tu là đóng cái vai giải thoát. Nhưng mà đóng cái vai giải thoát đó, thì ai làm chuyện kia? Cho nên các vị Bồ Tát đó, mà hiện thân trở lại là quốc vương, vương tử, đại thần, Bà La Môn, cư sĩ này. Cho nên Đức Phật quyền ký là quyền ký cho giới xuất gia là giữ gìn chánh pháp. Giữ gìn chánh pháp của Đức Phật tức là tu đúng theo chánh pháp của Đức Phật. Còn các cái vị cư sĩ tại gia kia, quốc vương, vương tử kia đó là hộ trì chánh pháp, phải có người hộ trì. Cho nên đây là trên cái bước đường tu. Cho nên Phật giáo chúng ta đó, mà trong cái thời suy đồi, tức là thời Pháp thuộc thì quý vị biết rồi. Cho nên trong thời Pháp thuộc đó, là tất cả những người tu đó, nói là người tu, những ông thầy tu đó, hay có chỗ khác ta gọi là mấy ông thầy cúng đó, thì như người thế tục. Cho nên như người thế tục, cho nên đó, lúc bây giờ đến Phật Pháp chúng ta suy đồi. Tức là người tu làm chuyện thế tục thì có như hơn. Thì như vậy đó, lúc bây giờ đó chúng ta thấy Ngài Minh Đăng Quang mới xuất hiện, tức là Tổ sư Minh Đăng Quang xuất hiện trong thịnh. Tức là muốn phục hồi trở lại cái tinh thần mà của vị tỳ kheo. Phục hồi trở lại cái tinh thần của vị tỳ kheo. Cho nên Ngài Minh Đăng Quang ra đời là ở trong cái thế này. Ngài Lê Khánh Hòa ra đời đó là muốn chấn hưng Phật giáo trở lại, tức là làm cho người ta học Phật để hiểu Phật. Mà học Phật để hiểu Phật á, có nghĩa là phải giữ theo di huấn của Đức Phật. Tức là ông tỳ kheo là phải làm cái này, ông tỳ kheo là phải làm cái này, cái ông cư sĩ thì phải làm cái này. Hai cái này hợp tác lại với nhau để mà làm Phật sự. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Còn hãy nghiêng dùm cái nào đó thì chúng ta coi như là suy. Thì ở trong cái tam thừa đó, các vị Bồ Tát hiện thân làm cư sĩ, các vị Bồ Tát hiện thân trở lại làm sa môn. Ta nên cái sa môn này người ta gọi là tỳ kheo Bồ Tát, cái cư sĩ tại gia kia người ta gọi là tại gia Bồ Tát. Ta nên hai cái này là đều là Bồ Tát hết, nên kinh Pháp Hoa đó mới gọi là chỉ giáo hóa Bồ Tát. Chỉ giáo hóa Bồ Tát tức là Đức Phật chỉ dạy các hàng Bồ Tát, Ngài hiện thân trên cuộc đời này đó là để dìu dắt các bậc Bồ Tát này. Đệ tử của Ngài nó gồm có xuất gia và tại gia đều là Bồ Tát hết, chứ không phải là những người mà đi xuất gia là những người ăn hại, không phải. Những người tại gia thì những người nó kinh doanh tham lam ích kỷ như người thế tục cũng có. Cái người tại gia kinh doanh nhưng mà chính của nó đó là hành đạo đức. Cái người xuất gia này nó đi xuất gia mà không phải là yếm thế tiêu cực. Hai cái này hợp tác nhau là Bồ Tát. Cho nên tại gia Bồ Tát và xuất gia Bồ Tát, nên kinh Pháp Hoa gọi là chỉ giáo hóa Bồ Tát. Đức Phật chỉ giáo hóa hàng Bồ Tát này thôi, nhưng mà Bồ Tát này đó là Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia, là đệ tử của Đức Phật. Đây là tam thừa giáo. Nhưng mà tam thừa giáo tức là ở trong sanh tử đó, thì các vị này đó, mỗi người đóng một vai khác nhau hết đó. Nhưng mà cái mục tiêu là ra khỏi sanh tử, cho nên luôn luôn lúc nào họ cũng tìm đường về. Họ tìm đường để mà ra khỏi sanh tử. Ra khỏi sanh tử tức là tới bể đất trống. Họ biết đây là nhà lửa tam giới, không thể ở lâu được, cho nên phải về thôi. Thì bây giờ con đường về đó
con đường về đó là Đức Phật đưa ra con đường Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát này nè. Ba con đường này đó mà ta chọn một trong ba con đường để ta đi nè. Ta nên ta chọn một trong ba con đường chúng ta đi, bảo là xe dê, xe hưu và xe trâu. Ta nên ta đi bằng xe nào cũng được, nhưng mà nhất định là phải ra, phải tìm được một cái xe để chúng ta đi ra. Cho nên cái Tam Thừa Giáo là ta tìm một cái phương tiện nào đó ta đưa lên đây để ta ra khỏi sinh tử cái chính. Cho nên người cầu Thanh Văn á thì ta bảo là đi xe dê, người cầu Viên Giác thì ta gọi là đi xe nai, và người cầu Bồ Tát thì ta đi xe trâu. Đây là ba cái xe này để mà chạy ra khỏi nhà lửa. Thành ra tất cả mọi người tại gia hay xuất gia, cho nên cái người đi xe trâu này tức là Bồ Tát đây đó. Bồ Tát này là gì? Tức là người có sức mạnh, người có trí tuệ, người không bị xã hội chi phối. Cho nên họ có thể ở ngay trong cuộc đời mà họ dìu dắt tất cả những người trong cuộc đời này cùng đi ra. Họ kéo cả hết một dòng họ quyến thuộc thân bằng họ cùng đi ra hết. Cho nên đây là đi xe trâu hết. Này họ không xuất gia, tên họ ở tại gia cư sĩ giống như tuổi trung thượng sĩ thôi. Con cháu đầy đàn, nhưng mà ông ta ở đây ông dạy hết tất cả những cái người thân quen với ông nó cùng tu để cùng giải thoát, ông dắt họ ra ngoài hết. Cho nên câu chuyện tuổi trung thượng sĩ tôi thấy khi mà đọc tôi thấy nó cũng hơi là lạ, phải không? Bảo là ông kêu mọi người tới, ông nói bữa nay tôi chết đây, phải không? Cho nên mọi người ông nhắm mắt là ông chết, thì mọi người khóc ồ lên. Ông mở mắt ông nói, ông rầy xong ông giảng bài pháp xong rồi ông nói bây giờ không được khóc nữa, người ta đi. Cho nên mọi người không khóc nữa thì ông nhắm mắt ông chết luôn. Cái này đặc biệt, đây là tại gia Bồ Tát đi xe trâu này. Cho nên ông ở tại gia nhưng mà cái gia đình không ràng buộc ông được, tài sản không ràng buộc ông được, xã hội không ràng buộc ông nữa. Cho nên ở tại gia mà coi như là được giải thoát, đây là Bồ Tát. Ta nên nếu mà ta đó, hàng Thanh Văn, hàng Như Giác mà ta ở tại gia là ta bị cái này ràng buộc, hồi ta rối bời cái đầu chúng ta nó nứt ra mà chết đi, phải không? Các vị nghĩ xem, giờ giao cho ta một công việc nào đó như quản lý một cái xí nghiệp hay cái gì đó, quý vị thấy. Cho nên đa số đó mà tăng ni chúng ta đó, cái đầu óc Thanh Văn mà đi ra quản lý là thua. Nên hồi sau giải phóng đó, đem mở cái xí nghiệp gì đó mà giao cho Hòa Thượng Hiến Pháp làm chủ nhiệm đó. Rồi lúc đó là vốn lãi mất hết rồi. Mà cái xí nghiệp làm nước tương thôi chứ không phải là xí nghiệp gì lắm ấy. Làm nước tương thôi, tu làm nước tương thì cũng được đi. Nhưng mà làm nước tương sao mà tới cuối cùng vốn lại mất hết. Cái đầu óc đâu phải là đầu óc nhà kinh doanh, đâu có làm chuyện này được. Mà hãy để tâm vô trong cái vấn đề xí nghiệp đó, thì mất đường tu, quên đường về. Mà hãy nghĩ tới đường về đó thì quên cái xí nghiệp, mất lỗ, tan hết. Các vị nghiệm xem. Cho nên người tu hành ta thấy, cho nên lúc bây giờ người tu hành này người ta bảo là đi bằng xe dê, đi bằng xe dê để làm tìm con đường về người ta. Mà đi bằng cái này gì? Tức là quên hết tất cả. Mà cái người quên hết tất cả mà quản lý thì cái trường hợp này hỏng. Người quản lý là phải biết hết tất cả, mà mình không biết tất cả, mình chủ trương quên hết tất cả mà mình đi quản lý là không được. Cho nên không vô tác và vô nguyện, đây con đường của Thanh Văn. Cái khởi đầu tu của chúng ta đó, cái con đường về của chúng ta là cắt đứt con đường thế gian này. Thế gian này đối với ta là không, ta không suy nghĩ nữa, không suy nghĩ về chuyện thế gian nữa. Chùa chiền không suy nghĩ, cha mẹ không suy nghĩ, bạn bè suy nghĩ, không suy nghĩ, tất cả là không. Khởi thôi. Hỏi ta có cái ham muốn nào trên đời này không? Không. Nên ta không còn cái ham muốn nào trên đời này nữa. Ta không có một suy nghĩ để tâm nào đi nữa.
Nên là tất cả chúng ta là một cái chữ không thôi. Cái bước đầu đi vào đạo ta là như thế. Rồi lần lần chúng ta thực tập để tới cuối cùng nữa, nhờ cái chỗ chữ không này nữa, cái trống không này nữa mà chúng ta đứng vững ở trên bát chánh đạo. Đứng vững trên bát chánh đạo nữa thì cái trường hợp này là ra khỏi sanh tử. Cho nên lúc bây giờ nó nhờ cái chỗ không này nữa mà nhìn sự vật nó khách quan hơn, cho nên ta mới có chánh kiến nhé. Ta mới có chánh kiến. Còn nếu ta kẹt vào có nữa thì sao? Ta là cái người tu Phật giáo, ta là người tu khất sĩ, thì đối với các hệ phái khác ta không chấp nhận. Ta là người Phật giáo thì các tôn giáo khác ta không chấp nhận. Mà không chấp nhận thì cái trường hợp này tranh chấp mạnh được yếu thua. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên cái chánh kiến của chúng ta là nhờ chánh kiến từ cái chỗ không. Không này đó là vượt ra ngoài cái chấp. Tức là ta không là cái gì hết, ta không là Phật giáo nữa. Thì ta không là Phật giáo thì ta không thể đối lập với các tôn giáo khác. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta nhìn các tôn giáo khác mà những bậc minh triết ta vẫn quý trọng. Ta vẫn quý trọng chứ. Cho nên tất cả các vị thánh, các vị thánh mà của các tôn giáo khác ta vẫn quý trọng được. Đó là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên nhờ trụ ở trong pháp không mà ta nhìn đời chính xác hơn. Nhìn đời chính xác hơn. Ai tốt thì ta biết tốt, ai xấu ta biết xấu. Ai nên gần ta nên gần, mà ai nên tránh ta tránh thôi. Đây là trên bước đường tu. Nhờ như vậy mà ta ra khỏi sanh tử. Chứ còn ta cố chấp, ta cố chấp là chấp màu áo đầu tiên là tôi chỉ tu với các thầy ở bên khất sĩ thôi, chứ tôi không thể nào mà tu với bên đại thừa được. Tôi không thể nào tu với mấy ông Nam Tông được, phải không? Thì như vậy tự thu hẹp mình lại. Mình bị tất cả những cái chướng ngại này đó, mình không vượt được. Không được, không vượt được. Cho nên chỗ này đạt tới chỗ vô ngã thực sự thì lúc bây giờ thì chúng ta mới ra. Ta mới ra khỏi sinh tử. Còn cái hàng duyên giác đó, thì lúc bây giờ ta tu quán. Ta quán gì? Ta quán nhân duyên. Ta đang quán nhân duyên mà quán nhân duyên diệt á, không sanh khởi, thì cái này ấy, trường hợp ta cũng chứng niết bàn, cho nên cũng ra khỏi sanh tử. Cho nên cái mục tiêu chính của đạo chúng ta đó là ra khỏi sanh tử. Ra một mình hay là ra mà nhiều dắt được nhiều người, đó là pháp của Đức Phật. Cho nên nói nhập thế cứu đời thì cái này các vị Bồ Tát có năng lực họ làm. Còn yếm thế chán đời đó, thì cái trường hợp này những người không có năng lực thì người ta phải đi mình thôi. Cái người yếu thì không cưu mang được. Còn cái người khỏe mới cưu mang. Cho nên có trí tuệ thì nhìn vô tự lượng sức mình. Đi một mình hay là đi dìu dắt được nhiều người. Nhưng mà mục tiêu chính là phải ra khỏi sanh tử. Phải nhớ tìm cho được con đường về. Mà con đường về mình thấy rồi đó thì cứ đó là lần mình đi. Cho nên trên cái bước đường tu của mình á, lần lần mình bỏ xa cái sanh tử đằng sau lưng của mình. Bỏ xa đằng sau lưng mình mà trên bước đường đi tới. Mà trên bước đường mình đi tới gần tới Niết Bàn, gần tới Bảo Sở hay là gần tới thế giới thực báo đó, thì mình thấy cuộc đời đẹp lần. Cái mắt mình nhìn nó sáng lần. Cho nên mình mới phát hiện ra trên đường mình gặp các vị Bồ Tát đồng hạnh đồng nguyện. Thì như vậy là trên con đường về của mình. Chứ còn đi gần tới cuối cuộc đời rồi nữa mà nhìn trở lại nó thấy ai cũng đáng ghét hết đó, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Là biết mình đi lầm vô con đường địa ngục rồi. Cho nên quý ni sư suy nghĩ xem. Cho nên càng đi tới tuổi mình càng lớn thì mình nhìn thấy cái con đường đi mình nó càng thênh thang hơn. Và gặp lại tất cả những người bạn tốt vui vẻ hơn. Nó khác hơn hồi lúc mình còn nhỏ. Thành ra tôi hồi còn nhỏ tu thì cay đắng lắm, nhưng mà lần lần bây giờ nó hết đắng cay rồi thì nó tới cái hồi tốt chứ, phải không? Đây là trên bước đường tu tôi nghiệm rồi, tôi thấy cái này rõ. Cho nên cái con đường mà đi tới Niết Bàn, đi tới thế giới thật báo của Đức Phật đó, thì tôi thấy nó cứ mở rộng lần. Cho nên quý vị cứ theo con đường đó mà đi, Thinh Văn, Duy Giác hay Bồ Tát cũng được. Con đường nào cũng của Đức Phật đưa chúng ta ra. Rồi tới cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau ở một điểm. Cho nên hy vọng được gặp lại tất cả quý vị sư ở trong cái thế giới thật báo của chư Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.